Đấy. Chào tất cả anh em nhé, thì hôm nay cũng là ngày 21 rồi nhỉ anh nhỉ? Thì chúng tôi cũng đang qua mới 20, hôm nay 21. Hôm nay chúng tôi cũng đang tích cực cho công tác chuẩn bị đưa những cái tác phẩm gần nhất đến với ban tổ chức. Thì mới có đưa đến để mà anh em trưng dạo dạo thôi, cũng đã đổ tinh bành 6 tác phẩm rồi. Đấy. Hôm nay là đã phủ xuống hồng lên chưa Điệp ơi? Tùng ơi, em ơi, lỗ đây. À, nguyên bản em ạ. Đây là một trong những cây si búp hồng mà trước đó đã phủ của sông Hồng cũng đã chăm sóc và nâng niu em nó trong quá trình 6 năm đến 5 năm. À. Chả hiểu gì mà toàn ốc tiếc này. Tỉnh thế. Anh Nghị ơi, hình như họ nuôi ốc trên này nhỉ? Bảy ốc tiếc. Quá. Một số tác phẩm mà đưa đây này chúng tôi cũng xếp vào cái khu vực trong kia. Đấy. Cái ngọn không được. Sao nó vậy? Không nhỉ? Ít tiền mình chơi vậy thôi. Đúng rồi. Đây rồi đây. Tiền ít cũng chơi vậy rồi. Cái này giật cũng nhanh đấy. Tám chục. Là đâu? Nóng nhỏ xuống 50 cũng vậy này. Cây bây giờ lên giá rồi anh em ạ. À, nếu mà nói về cái hồng nè. Vừa quả bí ngô đó. Bắt đầu nhanh tay sở hữu em này nhá, một trong những cây si búp hồng khá là sụn cây. Bonsai chính hiệu đang đi từ nãy giờ cái đường vườn bên ngoài thôi. Chào Bình Béo nhá. Chào anh em nhá. Đây, một trong những người cũng rất tích cực trong phong trào đam mê và yêu cây cảnh. Hôm nay là cũng do quá trình mấy trăm cây số là Bình Béo cũng đã về đây rồi. Vừa xuống sân bay xong đúng không? Vừa bên Lào về. Đây là quá trình đi cũng hơi vất vả nhưng mà chúng tôi cũng cho anh vào test đầy đủ rồi. Vũ Long quý quá nhờ. Cảm nhờ. Lá đẹp, xuống lá cây bây giờ nó nhìn nó đẹp đúng không? Đấy. Hôm nay có sơn bonsai. À. Sơn bonsai đằng kia chào anh em tí nhỉ. Sơn bonsai chào tất cả anh em. Ơ sao bảo cổ nó không kéo kiếc gì cơ mà để vậy tự nhiên mà. À vẫn được kéo à? À đấy. Nó vậy chứ cây nào thì cây chúng tôi vẫn phải đưa vào đẹp nhá. Nhiều khi là một số anh em cứ bảo cổ nó phải như thế. Đây. À Nam à? Ô. Đúng em đấy. Đúng là các nghệ nhân bắt tay với nhau nó cũng phong thái nó cũng khác nhá. Chào Nam tóc dài nhá. Hôm nay Nam tóc dài cũng đã tham gia và đã có mặt tại sân của nhà anh Phúc rồi. Đấy, bắt tay cũng về à, khí thế quá. Đấy. Áo đỏ đây. À. Hai áo đỏ. Hôm nay mình đi may quá mặc cái áo đỏ. Ba áo đỏ. Anh ơi, thì em nghe nói là em vừa chậm một chút nhưng mà các anh giao dịch 6 tác phẩm rồi. Thì công tác nó người ta mới nhận. À nhận thì có như là giao lưu được gì nào? Chưa bắt tay chính thức. À vậy có chính thức bọn em có được bắt lại không? Giờ cứ nhận nhau về khó anh hiểu nhận không? Giờ ông có nhạy với nhau trước, kiểu kiểu giống kiểu đi cưới vợ cho con đấy. À. Người đi dạo ngõ hỏi. Được rồi, ok. Bắt đầu cái ngày cưới với chính thức. Một trong những tác phẩm mà Đào Phù Phú Sông Hồng cũng đang chăn lùi nhá. Cây này thì ông cũng rất là quý. Đây, tác phẩm này cũng lấy của anh Toan Hải Anh. Chúng tôi có cái duyên với vườn anh Toan Hải Anh trong cái kỳ mà chúng tôi đã giao lưu vườn anh. Nên là có những tác phẩm mà chúng tôi cũng đã mang về. Thì hôm nay này cũng là nhân cái dịp chúng tôi đang sắp lại cái không gian vườn cây. Hôm nay 21 rồi. Sáng ngày 26 này đúng 9 giờ mời tất cả anh em trong ngoài nước nắm bắt được cái chương trình mà Trung Bonsai cũng như là một số anh bạn phóng viên đã và đang đăng tải trên truyền thông rồi. Cũng mong anh em là đúng giờ ta về chung vui cùng với anh em chúng tôi. Đặc biệt là tối ngày 25 anh Phúc cũng là một trong những người mà đây tổ chức chính là anh Xuân Dược.
một trong những người chắc chắn là rất là lặng gánh trong cái kỳ triển lãm này. Đấy, nhạc sĩ. Hôm đấy là cố gắng làm sao cho anh Phúc anh hát vài bài cơ. Cứ bắt tay là chưa có hôm nào đẹp như hôm nay. Đấy. Đây nha, cái không gian bây giờ nó cũng đã và đang được chúng tôi lắp ghép. Đây là một cái biển mới. Ông cắt rồi. Ghép xuống đây. Thực ra chơi cây mỗi người một ý, có những người này thì cây hoàn thiện rồi cũng cắt. Có những người mà những tác phẩm mà chúng tôi cũng đã quay rồi tương đối ok nhưng mà người ta vẫn cắt. Đây là những cái ý tưởng chơi cây. Chơi cây thì không bao giờ là hoàn thiện cả, lúc nào cũng đang ở thế chăn nuôi cả. Thế nên đối với anh em nào đây, đúng là đây chờ tí, Đoàn Nga Bạch cũng đã có mặt nhé. Với những tác phẩm song thụ này thì chắc chắn là đây là cây của anh Minh Tuyển. Ok. Rất là hoàng nhưng nó